Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh ô tô cũ Mê Linh. Và hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe hoàn toàn chất lượng và đi cùng năm tháng, và một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và xin trân trọng giới thiệu các bạn, đây là một mẫu xe Capri GLZ sản xuất năm 2001, bản 2.2 các bạn nhé. Và các bạn lưu ý con này chỉ 2.2 chứ không phải là 2.4 các bạn nhé. Và đây là một trong những chiếc xe tư nhân chính chủ và một chủ từ đầu. Một chủ từ đầu, và chiếc xe này thì nó rất là chất lượng các bạn nhé. Bởi sự bền bỉ, chắc chắn, đầm và chắc những dòng xe Camry này. Nếu bạn nào đã từng sở hữu Camry và đã từng ngồi, chưa cần sở hữu mà các bạn đã từng ngồi được trong xe Camry, thì chúng ta thấy ngay sự khác biệt giữa dòng phân khúc hạng C là Camry các bạn nhé. Sự cách âm hoàn toàn thế giới bên ngoài, không có độ ồn, không tiếng vang vọng, và đi thì nó khỏe người, rộng rãi, nó không bị say các bạn nhé, nó không bị say. Và những chiếc xe Camry đẹp như thế này thì rất phù hợp cho các bác nào kỹ tính các bạn nhé. Kỹ tính tại thị trường Việt Nam, bạn nào kỹ tính anh em nhé, mình phải nói là bạn nào kỹ tính, bởi chiếc xe này nó đáp ứng đầy đủ những sự kỹ tính của quý vị và các bạn. Vì nó là một mẫu xe Camry đã từng khẳng định thương hiệu lớn tại trên khắp toàn cầu, trên toàn thế giới các bạn nhé, chứ không phải là riêng gì thị trường Việt Nam. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn quan sát tổng thể từ đầu xe, đít xe, mọi cái là không có va quệt, từ ba đờ sốc trước sau quý vị và các bạn quan sát không có va quệt các bạn nhé, không có va quệt một tí nào cả. Đây mình sẽ quay chi tiết cho anh chị em quan sát, không va quệt một chút nào luôn. Với đời 2001, chủ nhân giữ được một chiếc xe như thế này thì cũng không phải là đơn giản các bạn ạ. Có những bạn bây giờ mới học lái xong về mua một chiếc xe mới, mình đã thấy tai nạn lộn phèo, đâm đầu, đâm đít rất là khủng khiếp rồi. Nhưng những chiếc xe này mà giữ được đến bây giờ, mà chủ nhân vẫn giữ được chiếc xe, nó đẹp, nó còn giá trị tới như bây giờ, thì chúng ta rất là trân trọng sự giữ gìn của chủ xe các bạn nhé. Đời 2001, nhưng để sự so sánh về chất lượng thì quý vị và các bạn yên tâm, máy đang nổ các bạn nhé. Con này thì cam kết cho anh chị em là máy zin, số zin, ngoại thất keo chỉ không mất một phân, một đoạn keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, về ngoại thất cam kết cho các bạn là không mất một phân đoạn keo chỉ nào luôn. Thì đây là một trong những mẫu xe hoàn hảo, hoàn hảo với quý vị và các bạn. Và giá tiền thì kênh ô tô cũ Mê Linh sẽ bán giá chỉ nhô, gọi là 200 các bạn nhé, nhô 200 một tí cho quý vị và các bạn nào có sở thích, đặc biệt có sở thích sưu tầm những dòng Camry lồi đồng cuôi đá còn nguyên bản, còn nguyên bản đến từng chi tiết như chiếc Camry 201 này quý anh chị nhé. Và các bạn quan sát mẫu đèn của xe nó còn nguyên zin từ trong ra ngoài, còn nguyên bản các bạn nhé, nguyên bản. Các bạn quan sát này, nguyên zin, biểu tượng TOTA vẫn còn nguyên đinh đố bấm từ ngày xưa, và Camry cũng vậy các bạn nhé. Đó là một mẫu xe cực kỳ đẹp. Nếu anh chị nào thích mẫu xe đẹp như này thì liên hệ ngay với Xuân Dũng Ô Tô tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh thuộc xã Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Và cũng xin giới thiệu các bạn, từ giờ đến ngoài mùng 10 tháng này âm lịch thì kênh ô tô cũ Mê Linh sẽ chuyển lên địa điểm mới cho quý vị và các bạn. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến nội ngoại thất của xe để chúng ta đánh giá một mẫu xe đẹp và chắc chắn, cũng như là bền bỉ đi cùng năm tháng theo thời gian như mẫu Camry ngoài niệm này.
cho quý vị và các bạn quan sát. Lể của xe thì các bạn quan sát là lể zin các bạn nhé. Nội ngoại thất còn nguyên bản, vô lăng củ số rất là đẹp. Và bản này nó trang bị phanh ABS và bản hai túi khí cho quý vị và các bạn. Đây, vô lăng củ số rất là đẹp, phanh ABS, bản hai túi khí các bạn nhé. Có bệ tì tay, mọi cái rất là ok. Và ghế da của xe là ghế da zin theo xe các bạn nhé. Ghế xe là ghế zin rất là đẹp. Đấy. Đặc biệt các bạn quan sát từ keo chỉ, keo cột cũng như là đầu đít, sơn trong của xe là zin hết các bạn nhé. Và mức độ khai thác rất vừa phải quý vị và các bạn quan sát. Một mẫu xe rất vừa phải. Và km chuẩn con này nó rơi vào 21 vạn km. Cái điều này thì không biết các bạn có tin không, nhưng với mình thì một chiếc xe được giữ như này thì khả năng là mình tin điều đó các bạn nhé. Bởi vì tin điều đó, bởi vì đây các bạn quan sát này, và các bạn quan sát vô lăng của số thì chúng ta đánh giá được và chiếc xe này khai thác ở mức độ nào. Và mình tin là điều 21 vạn là chuẩn km các bạn ạ. Và chuẩn km các bạn nhé. Bản túi khí, hai túi khí, mọi cái rất là ok. Đấy. Và xin mời chúng ta quan sát đến cánh sau của xe. Về đằng sau của xe, đây thì nó được trang bị là phanh ABS. Đấy các bạn nhé. Về đằng sau của xe thì quý vị và các bạn quan sát từ lòng trong của sơn còn nguyên bản, và đồ nhựa của xe rất là tươi xinh theo thời gian các bạn nhé. Tươi và xinh theo thời gian. Đấy các bạn này, mọi cái rất là ok. Khóa rồi là tem, rồi là keo chỉ, là các thứ là nó zin hết các bạn nhé. Đấy, một mẫu xe tiền ít nhưng hoài niệm. Và chiếc xe này đi thì cực kỳ chất các bạn ạ. Đi thì chúng ta không chê vào đâu được chiếc xe này các bạn nhé. Nhưng chiếc này chúng ta đi thì không chê được các bạn, bởi sự chắc chắn, bền bỉ và cách âm rất là tốt. Đó là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Thì các bạn quan sát từ mở xăng, rồi là bơm dầu, rồi mở cốp, các thứ, ghế điện, các bạn quan sát này. Còn cốp của xe thì xin mời các bạn chúng ta quan sát sát phần cốp sau. Cốp sau của xe, đây các bạn quan sát này. Đấy, cốp là giật rất là tốt. Xin mời các bạn ta quan sát cốp của xe. Thì cái hàng cốp của xe thì quý vị và các bạn quan sát từ phần lể của xe thì chúng ta vẫn giữ được nguyên lể nguyên từ ngày xưa đến bây giờ các bạn nhé. Lể nguyên rất là ok. Và đặc biệt thì các bạn quan sát cái ghế của xe rất là tuyệt vời. Đấy các bạn nhé. Loa của xe là vẫn loa Nhật zin theo xe các bạn nhé. Loa Nhật zin theo xe luôn. Âm thanh thì cực hay. Đấy, các bạn quan sát này. Âm thanh cực hay. Và đây thì xin mời chúng ta quan sát đến sơ lược phần cốp của xe để chúng ta đánh giá một chiếc xe. Đồ đủ đồ các bạn nhé. Đồ trong này. Phần sàn thì quý vị và các bạn quan sát này, cực kỳ đẹp. Và phần sàn, đây quý vị và các bạn quan sát này, sàn của xe rất là ok. Và đây thì các bạn quan sát này, lốp dự phòng, một quả lốp mid già sàn đây các bạn nhé, rất là ok. Đấy, kích của xe nó được nằm ở đây các bạn nhé. Đấy, kích xe nằm ở đây rất là ok. Sàn xe này rất là đẹp. Keo chỉ thì cam kết cho các bạn là zin, không mất một phân keo chỉ làm các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý là xe không mất một phân keo chỉ nào luôn. Anh chị quan tâm thì alo. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem một chút đến phần keo chỉ của xe. Đấy các bạn nhé, mới tinh. Các bạn quan sát này, cực kỳ mới các bạn nhé. Không có chuyện va đâm hông bên phụ. Đấy các bạn nhé, đấy là mình cho các bạn xem hông bên phụ. Và tiếp tục cho các bạn xem hông bên lái. Đấy, chưa bên nào bán xe tháo ra từng chi tiết này để cho các bạn xem các bạn nhé. Đấy các bạn này, các chiếc xe này thì quý vị và các bạn quan sát không hề mục mọt một tí nào cả các bạn nhé. Không mục mọt một tí nào luôn.
cực kỳ đẹp. Điện của xe nguyên bản không đấu lối lung tung một tí nào cả. Đấy, một chiếc xe đẹp các bạn. Các bạn lưu ý những chiếc xe sưu tầm hàng này thì chúng ta lên chơi theo phong cách nguyên bản thì nó sẽ có giá trị hơn so với chúng ta chơi với phong cách là độ đẽo các bạn nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta chơi phong cách nguyên bản nó sẽ hay hơn là phong cách độ đẽo. Đấy các bạn ạ, một cái rất là ok. Rất là dịt. Và tiếp theo thì xin giới thiệu các bạn đến phần gầm sơ lược của quý vị và các bạn, đến phần gầm ở bên dưới cho quý vị và các bạn quan sát nó xem nó mục mọt chưa. Bô của xe thì các bạn quan sát nhé, chiếc bô này không rửa, sáng bóng luôn các bạn ạ, nó sáng bóng luôn. Đấy, mọi thứ rất là ok. Đây, phần gầm sàn đây các bạn này, còn nguyên tất cả các bạn nhé, zin, độ zin của xe nó còn nguyên hết tất cả luôn. Mới đét luôn. Gầm đặc biệt những chiếc xe ở Hà Nội, gầm rất là thích các bạn ạ. Mình bán xe nhiều kinh nghiệm, gầm ở xe Hà Nội nó rất là đẹp, bởi sự nó không bị nước bẩn và nước màu vàng các bạn ạ. Nếu những chiếc xe tỉnh ở các vùng đồng bằng trung du thì hay bị vàng gầm, vàng máy, vàng khe các bạn nhé. Những con này thì các bạn yên tâm này, máy nó này rất là ok các bạn nhé. Đấy là gầm. Và tiếp theo thì xin giới thiệu các bạn bên phụ của xe. Đến phần bên phụ của xe thì quý vị và các bạn quan sát, nó nguyên bản từng chi tiết như này và đẹp như này, để cho quý vị và các thẩm xem một chiếc xe này có đáng để chúng ta chơi không. Và đặc biệt chiếc xe như này rất là ấn tượng các bạn ạ, bởi vì máy của nó là máy nguyên, lổ thì thầm các bạn, máy đang lổ đấy các bạn nhé, máy lổ thì thầm luôn. Đấy, đây. Và chiếc xe này thì nó rất là nhiều khoang chứa đồ, rất là bệ tỉ tay các bạn ạ. Đấy, đặc biệt người Nhật nó thiết kế rất nhiều cái khoang chứa đồ và bệ tỉ tay. Đấy, để giấy tờ vào đây. Đấy, và đây, những cốc để nước chúng ta để vào đây. Đây, mọi cái chúng ta để đây rất là ok các bạn nhé. Đấy, khoang gạt tàn. Đấy các bạn này, rất là zin, mọi cái rất là ok. Đầu đĩa này các bạn này, rất là đẹp luôn. Cửa gió này và đồng hồ giờ này các bạn nhé, mọi cái còn rất là ok. Phanh ABS túi khí bên lái, bên phụ này vẫn còn nguyên bản các bạn này. Đấy, có nước hoa này, và phần túi khí này, bên lái này, vô lăng của nó này các bạn này, còn này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ghế này, hàng ghế trước ghế sau của xe này các bạn quan sát này, còn rất là đẹp, mới đét các bạn nhé, rất là mới luôn. Đây, và các bạn quan sát trần này, mọi cái này rất là ok, rất là ok các bạn nhé. Đó, và nội thất của xe. Và tiếp theo thì xin giới thiệu các bạn sơ lược về nội thất, gương kính điện, rồi sau đó sẽ chuyển sang phần máy các bạn nhé. Và bây giờ cho các bạn quan sát phần kính điện. Nó kính kính ô tô các bạn ạ, dí một chạm là nó xuống thôi. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, một chiếc xe mà nó tuổi đời năm nay là 11 năm rồi các bạn nhé. Năm nay 2022 mà nó sinh năm 2001, năm nay là 11 năm rồi mà còn giữ được như này. À xin lỗi các bạn, là 21 năm rồi các bạn ạ. Đấy mà em nó còn giữ được như này thì không phải là vừa các bạn ạ, rất là được. Là mình nên khuyến khích, cảm ơn chủ xe đã giữ linh hồn và giữ lửa cho chiếc xe còn đẹp như này các bạn nhé. Và đây là chế độ khóa của nó này. Đấy, nó có chế độ khóa các bạn nhé. Đấy, đấy các bạn này. Đấy, đây, phần gương kính điện thì các bạn quan sát này, xe bên lái này, ngồi vào đây thì mình sẽ chỉnh cho các bạn bên lái này. Rất là ok các bạn nhé, rất ok. Và sẽ chuyển sang bên là phụ cho các bạn này. Đấy các bạn này, mình mua về thì mình còn chưa kiểm tra phần gương điện, nhưng mà nói để mà nó vẫn như này thì quá tuyệt vời các bạn ạ.
Quá tuyệt vời luôn. Được cái là cái những cái phần này thì đội ngũ kỹ thuật bên mình đã test rồi, đã kiểm tra rồi. Thì mình chỉ thực hiện quay video thôi. Đấy, mình ở bên thực hiện quay video các bạn ạ. Còn phần âm thanh của con này thì quý vị và các bạn lưu ý là dòng này âm thanh của nó được trang bị là hai loa trước các bạn nhé. Dòng loa hay của Nhật. Của Nhật 100% luôn, là loa hay của Nhật. Và nó cộng với hai loa bass tầm trung. Và nó chỉ có 4 loa các bạn nhé. Nó không có hai loa sau các bạn nhé. Đặc biệt dòng này mình chỉ thích nó có hai loa sau nữa, nhưng mà nó có hai loa, không có hai loa sau các bạn ạ. Và đây thì nó có hai loa tầm trung, bass trung ở phía sau các bạn nhé. Còn âm thanh con này thì quá hay luôn các bạn ạ. Âm thanh con này tuyệt vời, hay luôn. Hay tuyệt vời luôn. Đấy các bạn này. Rất tuyệt vời. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy của xe. Và đây là phần máy. Máy lổ như không lổ các bạn nhé. Máy rất tuyệt vời. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy móc của xe. Và keo chỉ, kèo cột cũng như tất cả những thông số kỹ thuật của xe, để cho quý vị và các bạn cảm nhận một mẫu xe Camry đời 2001 còn tương đối là xuất sắc như thế này các bạn nhé. Và mình chê duy nhất ở cái xe này đó là cái phần lề cách âm các bạn nhé. Đây các bạn quan sát phần lề chống phản nhiệt lên phần cabo của xe thì nó đã bị sơ rồi, do nó va vào cái phần này, chạm vào phần thân máy cho nên nó sơ rồi các bạn nhé. Đấy, thế còn phần đầu thì các bạn quan sát là tất cả mọi cái là nó còn nguyên bản. Đấy. Những cái này là những cái phần bẩn của mà nước nó thấm các bạn nhé. Đấy, nó thấm vào đây chứ không phải là sao, nó vào cái này là cái rong cao su các bạn nhé, cái rong cao su. Còn tem thì quý vị và các bạn quan sát là cái phần tem đầu của xe nó còn nguyên bản, nó còn nguyên bản. Đấy, nó còn zin hết tất cả các bạn quan sát này. Đấy, cái máy này mọi cái rất tuyệt vời luôn. Còn nguyên bản các bạn nhé. Và đây thì là cục ABS của xe. Quý vị và các bạn quan sát nó là cục ABS của xe. Qua đèn xe thì quý vị và quan sát là răng đầu không mất một tí nào, nguyên bản các bạn nhé. Phần răng đầu của xe nó nguyên bản theo xe, chưa bị va đâm hay là trổ chạm gì cả. Và phần con này, máy của xe thì quý vị và các bạn quan sát là máy của xe chưa chạm. Và các bạn quan sát cho mình phần rong của xe, keo nhà máy là keo lâu. Đây các bạn nhé, các bạn lưu ý các bạn nhé, lưu ý keo là keo zin của nhà máy các bạn nhé. Đấy, còn nếu những trường hợp chúng ta mở máy, chúng ta mở mặt này thôi thì cái phần keo nó chuyển sang keo đen, hoặc là keo ở Việt Nam là keo khác. Đây các bạn nhé, đây là zin này. Đây, và phần thân máy nữa thì các bạn quan sát cho mình. Đây là phần máy, cái keo kia, keo đáy cắt te thì các bạn quan sát là nguyên bản các bạn nhé. Đấy, nó zin là mình chỗ nào ở zin thì zin các bạn nhé. Đây các bạn quan sát này, nó nguyên bản keo này chứ không phải là keo chúng ta thay rồi các bạn nhé. Đây phần răng đầu thì các bạn quan sát này, còn nguyên bản này. Đấy, nó zin hết tất cả các bạn ạ. Những chiếc xe còn đẹp như này thì các bạn yên tâm. Về chân máy thì các bạn quan sát về phần chân máy chính này, nó còn nguyên bản các bạn nhé. Đấy là những chân máy chính. Và lốc điều hòa của xe thì nó còn nguyên bản theo xe. Và các bạn quan sát là phần dynamo, hoặc là thường thường ở ngoài Bắc hay gọi là máy phát của xe, thì đây nó còn zin các bạn nhé. Đấy. Ở đây thì quý vị và các bạn quan sát này, tất cả cái gì thột của xe nó còn nguyên bản, nhưng mà cũ theo thời gian thôi các bạn ạ. Đấy là nó cũ theo thời gian. Đấy là một chiếc xe nó còn khá là đẹp về máy các bạn nhé. Máy của nó khá là chất luôn. Bạn nào thực sự yêu những dòng xe đẹp và cổ kính như chiếc xe này, đây các bạn quan sát này, của nó chân này còn nguyên sơn này, sơn với sơn trắng này các bạn nhé, sơn chấm trắng này. Đấy, thì các bạn liên hệ bên Xuân Dũng Ô Tô để được biết thông tin chi tiết của xe. Và chiếc xe Camry này thì thực sự là chỉ dành cho những anh chị nào có niềm đam mê, có sự hiểu biết, có sự trân trọng về chiếc xe thì chúng ta mua được máy này. We'll be right back.
máy chấm hết các bạn nhé. Máy lổ thì chấm hết luôn, rất là tuyệt vời, không chê vào đâu được các bạn ạ. Riêng máy của dòng Camry này chúng ta không chê vào đâu được. Con này máy là máy zin, cho nên cái phần cơ của xe rất là chắc các bạn ạ. Phần cơ, đặc biệt là những cái dòng máy con như dòng này, nó còn máy như này, cơ của nó ga lên thì nó xì xì, nó không bị gõ các bạn nhé, không bị gõ. Cho nên chúng ta tăng tốc ở một từ 0 cho đến 100 km thì nó trong vòng chỉ có phút hơn phút là lên thôi các bạn ạ, nếu quãng đường đẹp. Đấy, con này nó dòng điện kết hợp và bán dẫn các bạn nhé, và điện tử kết hợp bán dẫn. Đây là nó kết hợp mô bin đánh lổ, 4 mô bin cộng với lại 4 mô di kim phun điện tử, đó là những kết hợp sự ngày xưa đó là điện cộng với lại bán điện. Còn bây giờ những xe điện là điện hẳn thì nó lại khác các bạn ạ. Đấy, những chiếc xe như này nhưng nếu thực sự chúng ta sử dụng thì nó lại sự độ bền bỉ cao, nó không bị chúng ta sửa chữa nhiều, và chúng ta nó hỏng hóc đi nữa thì chúng ta cũng dễ sửa chữa các bạn nhé. Đấy, mình nói thật luôn, dễ sửa chữa. Và một lần nữa, bạn nào thích xe đẹp như này thì xin liên hệ với kênh ô tô cũ Mê Linh để được biết thông tin chi tiết của xe. Và bên mình còn rất nhiều xe để cho anh chị và các bạn có nhu cầu sở hữu những mẫu xe đẹp như thế này thì bên mình còn rất nhiều để cho quý vị và các bạn liên hệ ngay để sở hữu xe đẹp các bạn nhé. Và bên trong này mình còn rất nhiều và rất nhiều những xe khác để cho quý vị và các bạn tìm kiếm mua cho gia đình mình những chiếc xe đẹp bắt mắt như những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh. Một lần nữa, kênh ô tô cũ Mê Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video về một chiếc Camry sản xuất năm 2001, máy 2.2. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.